Không đồ à? Không kịp đâu anh. Thế là, em đá đá gì? Em đâu đá. Hả? Em đâu đá. À, không đá à? Không kịp đâu. Thế đồ mất tiếng. Lượt đi lượt vàng mất tiếng ấy. Phải không? Thế không? Phải. Ủa chứ thế thằng cu không đá vậy? Có gì ạ? Bóng Oliver thầy chăm cây quốc quá. Cố gắng em ạ. Năm nay cứ được khách yêu quý là cứ cày hết đây được em ạ. Nghỉ chưa bóng ơi. Phúc Lương mới uốn xong đó à anh? Tao này mới uốn xong ấy. Em ngồi nhìn anh, các anh mới uốn xong rồi xong anh cắt. Sấy khô tự nhiên thôi. Vì nhiều anh em hỏi anh nhà uốn tóc ngắn như nào thì tùy theo cách chơi để uốn. Bình Minh, làm muộn thế em. Em chào chị ạ. Em nốt khách hàng cuối cùng đây rồi ạ. Toán Nguyễn, hai mấy có khóa nhỉ? Hai năm anh, em ạ, hai năm anh có khóa mà. Robin làm muộn với anh. Ừ, anh em, nói chung là tầm này anh cứ có khách nhà thôi. Qua cái tuổi cần mình nghỉ sớm thôi em ạ. Bóng Oliver, em cũng ưa có khách để cài. Anh em mình cứ chịu khó nhỉ, tập trung vào kỹ thuật gây dựng thương hiệu dần. Anh xin rằng tất cả những cái sự cố gắng của anh em mình nó sẽ không quá bỏ hết mà.
B Hải, anh Thư bao nhiêu cân thế? Anh 70 cân. À đâu, 60... 68 cân. Nó béo hả Hải ơi? Anna Ngọc Anh, khi nào vô Sài Gòn cắt cho em, chị em cái đi. 11 tháng 7 có lớp ở Sài Gòn đấy chị Ngọc Anh ơi. Khương Tiến Mẫn, em chào thầy nha. Thầy chào nhá. Bê Hải, dạo này nhìn ngon dai hơn nay ạ. Ngon chưa? Em mới ra ngoài thôi ạ. Nguyễn Trung Đức, em chào anh Giai ạ. Anh chào Đức nhá. Anna Ngọc Anh, ok chị chờ nha. Vâng, 14 tháng 7 em dạy ở bên quận 2, chị gần đấy không? Bê Hải, dạ em vẫn Hà Nội anh ạ. Hai năm qua anh nhé. Ừ, hai năm qua anh. Hai năm qua qua lớp học bên nhà ôn, qua chơi với anh. Ô, Hà Nội không thể chạy về chơi. Vô tô ba, hello thầy. Em chào anh ba nhá, chuẩn bị đổ xăng ấy nhá. Vê tu với xăng đổ iPhone nhá. Quan sát nhé, đời của bác của mình khác ứng dụng thực chiến trên rất nhiều tóc. Như là người thợ chúng ta có quyền được lựa chọn khách hàng, chúng ta chỉ có quyền lựa chọn kiểu tóc của khách hàng thôi. Và khách hàng khi mà đã tin tưởng ta thì chúng ta sẽ là người lựa chọn theo kỹ thuật làm sao để phù hợp với khách hàng. Và mình thì thời gian làm sao đông mình ấy thì khách hàng mình là những người cũng rất thích sự tự nhiên và làm sao cắt xong thì có sự thay đổi khuôn mặt, vì vậy mà những mẫu tóc của mình ấy nó sẽ thiên về tự nhiên nhiều hơn. Bình Minh, Thư ơi, khi nào có khóa ở Hà Nội chị muốn qua ôn được không? Được chị, Hà Nội ngày 25/7 có khóa này, à 25/6 ạ. Chiến Mạnh Nguyễn, chào Thư nhé, khách muộn thế bạn. Tới sao bạn? Cày thôi bạn ạ. Năm nay có khách tôi cày, năm nay ham làm lắm. Năm nay chỉ thích làm thôi. Bê Hải, sớm 25, em đặt lịch mời anh ăn sáng nhé. Ok, em không sợ được em, tôi chuyên nghiệp thế. Đặt lịch đúng nguyên một năm đi Hải ơi. Pháp Ba Thoáng, hello thầy. Em chào anh Thoáng nhá. Em chào anh ba, anh 2.5 nhá. Pháp Văn Dương. Điệp quá chú, chủ tịch Phạm Văn Dương. Tại sao Văn Dương nhá? Đây nhiều người thắc mắc hỏi là mình cắt uốn không hoặc là mình uốn như nào. Đây mọi người nhìn này, đây là một mẫu cắt uốn tự nhiên đây. Vừa thứ 3 xong. Bảo lên thầy ôn lại khóa. Lên đi anh. 2, 5, 6 này có lớp rồi anh. Lớp này cũng đông phết rồi anh. Gần đủ 15 người rồi nên là ai ôn lên ôn đi.
Bình Minh ok em. B Hải ha ha, vâng ok luôn anh ạ. Đặt lịch 1 năm nhé. Ok em. À, hôm trước anh ngồi với ai nhỉ? Anh ngồi với thằng em gì nhỉ? Thằng em thì bạn thân của Hải luôn. Phương. Bình Minh, chị đăng ký ôn nhé. Dạ vâng chị. Rồi nhé mọi người nhé, đây là em đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ sấy khô để mọi người thấy được cái tính ứng dụng và hiệu quả của nó trong sao đông nhé. Nó phải chỉ việc sấy khô tự nhiên mọi người nhé. Bê Hải, Phương nào anh nhỉ? Ờ, Phương sinh năm 94 ấy. Đúng rồi. Các đủ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Tấn Dương, phóng kết quả. Ok anh ơi. Các bạn người để ý này, với những người thích uống xăng nhiều xăng ít tùy người nhá, đi sai chục và chỉ được sấy khô tự nhiên ở đây, mọi người nhìn này, thấy như người bảo tay như hàng ở nhà thôi. Bê Hải, thuận rau này trắng thế nhở? Bê Hải còn sau đây gọi là Tây rồi nên là trắng Hà Nội ít quên để bỏ Tây anh nhỉ, bỏ Hà Nội luôn. Thầy cũng biết là có hộ khẩu đây rồi. Nam Huy em chào đại ca. Hello Nam Huy nhá. Đây mọi người nhìn này, khi sấy khô nó sẽ ra lết này. Khi sấy khô này, đây mọi người nhìn này, mình cứ sấy khô tự nhiên thôi. Và càng sấy khô vào chân tóc ấy, nó càng bay ấy, và nó càng bề mà. Tấn Dương khi nào có khóa Sài Gòn bạn ơi. 11 tháng 7 tôi có lốt vào trong Sài Gòn hả ạ? Võ Đông khi nào phải sắp xếp ra thầy luôn bạn thầy ơi. Ok em, sắp xếp ra đây, anh em nào làm cảm thấy chưa ok ấy. Cứ nhắn tin cho anh ôi ra ôm lại, cố gắng làm sao. Mất tiền, mất công bỏ tiền ra học rồi ấy, làm sao phải làm được. Ở nhà cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau chăm sóc khách hàng. Ôm cái biển đầu nó biển vuông rồi. Ấy, biển vuông, biển dài nó bị cảm ứng nó chạm vào cửa đấy ạ. Nam Huy, đẹp quá đại ca, nghỉ ngơi ăn tối đại ca ơi. Đấy, anh nốt khách này xong rồi đi đá bóng anh em em. Hùng Blue, anh Thư số 1, luôn mê quá. Hùng Blue, anh Thư số 1, luôn mê quá. Cảm ơn em nhá, cảm ơn em luôn đồng kia này nhá. Đây mọi người nhìn này, càng xí khu này, tóc nó càng bật tép đây ạ. Có cái hàng thì được hút tinh dầu hoặc là hút gel, hút sáp sáp mềm ạ, sáp nữ ạ. Đó đấy, cái sấy khô đấy nhá mọi người nhá. Vô đâu đây là tóc mình sấy khô 100% tự nhiên, không cần bẻ tay đảo tay gì cả. Vô đông mấy năm rồi vẫn cứ mê bài cắt ngắn của thầy vẫn vậy đấy, anh thế đấy vẫn theo nó, vẫn đam mê nó, vẫn cố gắng hàng ngày làm nó hoàn hảo hơn thôi. Chứ cái phương pháp mà anh nghĩ rằng anh em mình đang dùng ấy nó đang khá là ok với văn hóa người Việt rồi. Mình là tóc mình cứ tập trung khách hàng thôi em ạ. Khách hàng ưng là chúng ta thành công rồi. Kỹ thuật gì cũng được. Anh Thuận có đi anh ba. Rồi anh ba hỏi anh Thuận có đi ra bóng không? Có chứ, giờ đi ra đây. Mời vừa
Lê Đăng Nam, tóc này anh uốn nóng hay uốn lạnh vậy ạ? Anh uốn nóng em ơi, đã uốn lạnh em ơi. Tóc tém nha anh, 100% uốn lạnh hết em nhé. Uốn lạnh vừa nhanh này, vừa nhàn này, vừa hiệu quả này. Cái độ phồng nó tạo ra vừa đủ ạ. Anh nghĩ khách hàng người ta cần cái lết nhiều hơn là cần cái xoăn nhiều ấy. Mới uốn lạnh ấy, chúng ta hoàn toàn là uốn xoăn nhiều mà. Anh Thuận có chạy được không? Đúng giờ. Em từ đầu trận cuối trận đến 3. Nói chung là anh em xem Thuận đã báo anh biết. 90 phút thì Thuận vào sân phút thứ 3, bù giờ thì cuối cùng. Trong trận trước thì Thuận mong hùng hơn mong mẹ nhỉ. Đấy mọi người nhìn nào, đây là cái mà mình mà quan sát cái cách mà mình hoàn thiện một kiểu tóc không tạo kiểu ạ. Chất uốn tự nhiên không tạo kiểu ạ, nghĩ nhá. Trai sao láo của người không? Dạ. Trai sao láo của người không? Em không mẹ. Em đi đá cái gì chẳng đi. Anh đừng có nói anh tinh đi. Không. Ở đây thầy quan trọng phết đấy. Phong Kiều, em qua 1991 à? Phong Kiều, em qua 1991 à? À đâu, em sắp tới, em sát giờ 1991 anh Kiều ạ. À anh Phong Kiều ạ, em với Abi sát nhập với nhau rồi ạ. Sắp tới thì bọn em sẽ công bố ra mắt hệ thống ạ. Phong Kiều chúc mừng em nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Mình Minh Mi Đớt, em chào thầy giáo đẹp trai. Chào mọi người nha. Ôi em bôi chứ đi, mày ấn cư đâu rồi Minh? Mày ơi em thấy đâu thế? À mày ơi em anh đâu thế? Thank you.
Trang cũng phải mà. Minh Minus, dạo này em bận công việc chưa xong được thầy ạ. Phan Hải khét quá nhỉ. Sáng đứng đây chờ. Này. Ok, chờ đây anh ra rồi đấy. Vâng, đánh gì? Đau gì? Lúc nào rồi? Ok mọi người nhá.